Chào các em, hôm nay Việt đặt một tấm sticker trang trí thiết kế thời trang cho các nàng tiên xinh đẹp nha các em. Bây giờ hãy cùng với chị vui tấm sticker này ra để xem bên trong có những nàng tiên nào nha. Tấm sticker này của chị thì bao gồm hai phần nha các em. Mặt trên là những chiếc cầm nhỏ tiền hóa trang xinh đẹp, mặt dưới này cũng có đầm đầm dự tiệc kèm những nàng tiên. Nên đây là nàng búp bê. Búp bê của chúng ta đợt này thì khá là đặc biệt, chất liệu là một bằng nhựa dẻo nha các em, và nhân vật búp bê của chúng ta cũng khá là to luôn, bản to này. Đây đây là một nàng búp bê tóc tém màu hồng nha các em, đang đeo một chiếc nơ màu hồng, mặc một chiếc cằm màu hồng chấm bi khá là xinh. Nàng tiên này là nàng búp bê này là đã mặc trang phục là một chiếc váy rồi, cho nên chúng ta sẽ hóa trang cho nàng ấy một cái váy nào mà có thể che được cái bộ váy này của cô ấy nha. Đầu tiên là một nàng búp bê tóc màu hồng. Búp bê thứ hai là nàng tiên búp bê tóc màu hồng nha các em, nhưng mà tay của cô ấy là hơi nhỏ này. Nàng tiên này chị sẽ trang trí cho cô ấy một chiếc cánh cho phù hợp với phần tay của cô ấy nha. Chị sẽ cho cô ấy đứng giữa bốn bộ sưu tập của chúng ta. Đây là nàng búp bê tóc màu cam nha các em, xanh uống dài cận sóng. Búp bê thứ tư thì là tóc màu vàng, cột búi hai củ hành ở phía trên nha, xinh lắm. Rồi bây giờ chị sẽ hóa trang thiết kế trang phục cho các nàng tiên xinh đẹp nha. Đầu tiên chị sẽ thiết kế cho nàng tiên chính giữa này, vì cô ấy nhìn khá giống với nàng tiên bướm, cho nên chị sẽ lựa một bộ trang phục á với đôi cánh nha. Đây, trang phục này có đôi cánh tiên khá là đẹp. Rồi chị mặc cho cô ấy nha. Rồi chị sẽ đổi cho cô nàng một chiếc mũ nha. Chị sẽ đổi cho cô nàng một chiếc mũ. Chị thấy có một chiếc mũ bo bồm cài nơ hồng khá là xinh. Chị sẽ đổi thử cho cô nàng, có vẻ như không hợp đó các em, chị sẽ kiếm cái mũ khác nha. Đây chị sẽ đổi một chiếc mũ bo hồng này cho nàng tiên bướm tóc hồng nha. Rồi chị sẽ thiết kế trang phục cho bé tóc bo tím màu hồng này nha. Chị sẽ đổi một chiếc đầm cho cô nàng. Trước tiên là chị có một chiếc đầm màu xanh dương khá là đẹp, cánh lược bèo và nơ hồng xinh xắn. Chị sẽ mặc cho cô bé tóc hồng này nha. Rồi sau đó chị sẽ cho cô nàng mang một đôi giày màu xanh dương. Chị sẽ cho cô nàng đội một chiếc nón màu xanh nha các em, nón màu xanh lông vũ. Rồi nàng búp bê thứ hai chị sẽ hóa trang thiết kế bộ trang phục nào đây ta. Chị sẽ đội một chiếc váy, chiếc váy màu xanh dương nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái lễ hội mặc một trang phục đi tông với nhau đi. Chị sẽ lựa một chiếc đầm chéo bèo màu xanh dương dây cho cô nàng tóc màu cam nha. Và chị sẽ đeo cho cô nàng này một đôi bông tai nha. Đây, một cặp bông tai ngọc ruby màu xanh dương luôn.
chị sẽ kiếm một cái vòng hoa để đội trên đầu cho cô nàng này nha. Này, chị sẽ lựa một vòng hoa này để đội lên trên tóc cho cô ấy thêm xinh xắn nha. Và cái nàng tiên bước của chúng ta thì chị sẽ cho cô ấy có một cái trượng thương trượng đính ngọc đá ruby đỏ. Cho cô ấy cầm cái trượng nha. Rồi, giờ cô búp bê tóc màu vàng, chị sẽ lựa một chiếc tăm màu xanh nữa nha, sẽ đi cùng màu với hai nàng kia tham dự buổi tiệc cùng màu nha. Đây, một chiếc đầm xòe màu xanh, cá đính ngọc và các ngọc trai khá là xinh. Rồi, và chị sẽ tạo một cái vòng hoa lên đầu của nàng búp bê tóc màu vàng nha các em. Và chị sẽ cho cô nàng cầm một chiếc gương, một trái tim. Bây giờ chị sẽ tạo kiểu tóc lại cho nàng, tóc mái lại cho các nàng búp bê. Chị sẽ dùng một cái kẹp đuôi tóc nha. Đây, kẹp đuôi tóc này chị sẽ đuôi phần tóc mái của búp bê tóc màu hồng nha, để tạo nếp thẳng này. Và búp bê tóc màu cam nữa chị cũng kéo ra, chị sẽ kéo tiếp phần tóc mái của nàng tiên tóc hồng luôn nha, và tóc vàng này cho nó thẳng ra, tạo độ bóng nha các em. Rồi, thiết kế trang phục cho lễ hội hóa trang màu xanh đã xong rồi. Bây giờ chị sẽ thay một bộ trang phục khác nha. Bây giờ là chị sẽ thay cho nàng búp bê tóc hồng này trước nha các em. Bây giờ chị sẽ cho nàng búp bê tóc hồng này và một vòng đêm vũ hội cho các nàng búp bê cùng tham gia một đêm vũ hội nha. Đây, chị có một tấm bìa đã bao gồm một khung cảnh vũ hội bữa tiệc. Nàng búp bê tóc hồng sẽ đứng ở đây nha. Rồi, giờ chị sẽ cho nàng búp bê tóc hồng mặc một chiếc đầm màu tím đi. Đây, một chiếc đầm màu tím, em thấy rõ không? Rồi nha. Tiếp theo chị sẽ di chuyển các bạn búp bê còn lại cho trong buổi tiệc dạ hội này luôn nha. Đây là bạn búp bê tóc màu vàng, chị sẽ thay trang phục cho bạn ấy nha các em. Mình dự tiệc vũ hội cho nên mình sẽ mặc một chiếc tầm sao cho thật là quý tộc và sang chảnh nha. Đây rồi, đây là một chiếc tầm khá là có độ phồng màu hồng và gợn sóng, có nhiều nơ nữa nè. Quả. Rồi, về với chị đã, sẽ kiếm một cái nón cho bạn búp bê tóc vàng này nha. Đây, một chiếc nón vành rộng khá là sang chảnh luôn. Rồi, chị sẽ di chuyển bạn búp bê tóc màu cam này vô trong buổi tiệc trà hội luôn nha. Bạn búp bê tóc màu cam này chị sẽ hóa trang một bộ đồ trang phục khác nha. Chị sẽ cho bạn ấy mặc một chiếc tầm màu hồng ôm nha, bắn ngực không có dây, phần dưới thì hơi có tạo độ xì gần sóng nha. Đó, nhìn rất là sang chảnh phải không? Chị sẽ thay cái vòng tóc của bạn ấy nha các em. Chị sẽ cho bạn ấy đội một cái ca màu hồng nha. Rồi,
Còn bài bút bê tóc hông tím này chị sẽ cho đội một cái nơ vuông miệng ở một nhánh nhỏ của tóc như các em. Và cuối cùng là bạn nàng tiên bướm của chúng ta, chị sẽ di chuyển vô trong buổi tiệc luôn nha. Và chị cũng sẽ thay một cái trang phục khác cho cô nàng. Nàng tiên bướm, chị sẽ sắp xếp một cái chỗ đứng cho cô ấy. Rồi, chị sẽ cho nàng tiên bướm thay một trang phục khác. Chị sẽ cởi bộ trang phục cũ ra nha. Cho nàng tiên bướm một chiếc cằm có hình cánh bướm rất là đẹp, màu xanh dương. Có vẻ như đêm nay cô nàng tiên bướm này là nhân vật nổi trội nhất trong buổi tiệc hóa trang đó các em. Chị sẽ cho cô ấy mang đôi bông tai đá ruby màu xanh bích nha các em. Và chị sẽ cho cô nàng cầm cái bông hoa hồng nha. Đó, quá trời nổi luôn. Chị sẽ cho nàng tiên bướm chúng ta trở thành một nhạc công này. Chị sẽ xếp một cái đàn nhạc cụ cho nàng tiên bướm. Và cũng dành sẵn một chiếc nón hoa hồng cho cô nàng búp bê tóc hồng này rồi. Đó các em ơi, các trang phục của chị đã hóa trang thành công rồi nè. Ngoài ra chị cũng có những bộ đồ sơ cua khác nữa này các em, rất là nhiều luôn nha. Chúng ta có thể hóa trang tùy ý. Và chị sẽ trang trí các phụ kiện xung quanh bữa tiệc nha, như là chùm bông bóng bay này, cục đó hoa hồng, có cả kẹo. Và hoa trang trí nữa nha các em. Chúng ta được tiệc hoa trang của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bé đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ chị nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.